là câu lạc bộ giàu thành tích nhất tại Việt Nam với 10 ngôi vô địch trong 16 lần giải vô địch quốc gia Việt Nam được tổ chức. Đó chính là quả ngọt mà thông tin Liên Việt Postbank nhận được nhờ vào việc chú trọng công tác đào tạo trẻ. Môi trường quân đội chuyên nghiệp, quá trình tuyển chọn khắt khe, tập luyện bài bản chính là những yếu tố mang đến thành công cho đội bóng chuyền quân đội ngày hôm nay. Thông tin vẫn luôn là một cái lò đào tạo hàng đầu rồi. Đấy là theo đánh giá chủ quan của cá nhân tôi. Cái nữa là về cái mặt môi trường là quân đội thì cũng có phần nghiêm khắc, nhưng mà cũng rất là nhiều vận động viên muốn đến để tuyển chọn. Thì đầu tiên này cũng là xuất phát từ cái khâu tuyển chọn, nó cũng tương đối là khắt khe. Trong năm nay ấy, thì chúng tôi cũng đang mở rộng cái khâu tuyển chọn, cũng bắt đầu đăng tin thì cũng sẽ có sự hỗ trợ từ ban huấn luyện cũng như là các vận động viên, cũng có rất là nhiều mối để liên lạc ở các địa phương ấy. Nếu như mà có vận động viên hay là có những người thân mà muốn có nguyện vọng theo bóng chuyền với môi trường quân đội nữa, nhưng tất nhiên là về các cái tiêu chí để đặt ra tuyển chọn thì vẫn phải đưa lên hàng đầu. Năm nay năm cứ hàng năm thì câu lạc bộ bóng chuyền nữ thông tin Liên Việt Postbank đều chiêu sinh tuyển sinh các vận động viên năng khiếu, mục tiêu tuổi đời từ 12 đến 15 tuổi và có chiều cao tốt từ 1m68 trở lên và có sức khỏe tốt, không có bị bệnh bẩm sinh dị tật nào. Câu lạc bộ sẽ lựa chọn và chúng tôi đã đưa các cháu đi viện khoa học thể thao để kiểm tra những cách test phản xạ cũng như là dự báo chiều cao và cũng như là có một cái sức khỏe tốt để đáp ứng được cho các vận động viên đỉnh cao của đội thông tin cũng như là đội tuyển quốc gia. Bùi Thị Nga, Nguyễn Linh Chi, Âu Hồng Nhung hay Trần Việt Hương, những vận động viên đang thi đấu cho đội 1 của thông tin Liên Việt Postbank chính là sản phẩm hoàn hảo do chính đội bóng tạo ra. Hay mới đây nhất có thể kể đến Đặng Thu Huyền, một trong những tài năng hứa hẹn sẽ tiếp bước những người đàn chị để gặt hái thành công không chỉ ở cấp câu lạc bộ mà xa hơn là màu áo đội tuyển quốc gia. Khi mà em vào đội bóng thì lúc đấy em còn rất là nhỏ, thì lúc đấy em rất là bỡ ngỡ, thì các chị ở trong đội cũng rất là động viên bọn em và thầy cô và chỉ huy cũng quan tâm đến bọn em rất là nhiều ạ. Ra sân thì mọi người cũng bảo ban nhau kiểu tập luyện và chia sẻ cho nhau ạ. Còn bọn em cũng coi thầy cô như kiểu người cha người mẹ và kiểu chia sẻ cũng là kiểu rất là thật lòng. Khi được sống ở trong môi trường quân đội như này thì em cảm thấy bản thân em được rèn giũa rất là tốt ạ. Từ giờ giấc sinh hoạt cho đến tính cách của bọn em ạ. Bọn em được học được cái tính chất của người lính ấy, kiểu luôn luôn phải kiên cường, kiên trì để làm được.